Thưa quý vị, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu huy động nhiều nguồn lực cho công tác an sinh xã hội, chăm lo người dân, đối tượng yếu thế. Dự kiến Tết năm nay có hơn 89.000 người trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ với kinh phí hơn 82,8 tỷ đồng. Trong số gần 83 tỷ đồng hỗ trợ Tết cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ khó khăn, bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh, ngân sách trung ương hỗ trợ gần 3,6 tỷ đồng, còn lại trích từ nguồn ngân sách tỉnh, huyện và nguồn vận động. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc các cấp dự kiến trao hơn 29.000 suất quà, trị giá gần 18 tỷ đồng. 70 hộ nghèo trong tỉnh được bàn giao nhà đại đoàn kết trước dịp Tết Nguyên đán. Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đã có kế hoạch chăm lo, hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng yếu thế khác bằng nhiều hình thức như phiên chợ không đồng hỗ trợ nhu yếu phẩm miễn phí, thăm hỏi, tặng quà.